về kênh Demo TV. Hôm nay chúng ta cùng chơi thêm chơi game sắc màu cho bé nha. Nào chúng ta vào game màu sắc cho trẻ em các bạn ơi. Vào game nào. Ôi nhiều chủ đề quá, không biết chúng ta phải chơi cái gì đây. Mình rất thích đi xe máy này. Chúng ta vào chơi xe máy đây. Rồi muốn tăng nhập quá con bé ơi. Hãy tô bằng màu sắc thật đẹp. Đó các bé ạ. Hãy thử bấm vào đây. Điều bất ngờ sẽ xảy ra. Wow. Màu đỏ các bạn em nhé. Màu cam nè. Màu tím. Trong cái xe trông khá bảnh luôn đấy. Ồ, màu tím này có vẻ hơi tối rồi. Màu xanh da trời. Thử màu xanh nha. Màu xanh da trời. Đẹp quá. Vỗ tay. Chúng ta hình như có gì thiếu thiếu. À, chúng ta cho thêm màu lên là màu vàng. Rồi vậy. Đấy, để đó chúng ta sẽ chụp ảnh ạ. Và kỷ niệm kia các bé. Yeah, một bức ảnh rất đẹp. Wow, con mèo này tên là gì mà đẹp thế? Nó có cái màu yêu thích. Rồi tô lên nào. Nó có cái lơ rồi bây giờ. Nên chọn màu nào phù hợp với cái lơ bây giờ. Mình thì sẽ chọn màu hồng cho cái lơ rồi nhé. Rồi, để trang trí cho bộ áo của chú mèo rất sặc sỡ. Thì mình thêm màu đỏ nha các bạn. Đó, màu đỏ phối với màu hồng trông rất nổi bật các bạn ạ. Rồi, chúng ta hãy chụp ảnh lại thôi. Ok. Rồi, Miu Miu và Mau Mau đang ngồi ăn sáng kìa. Chúng ta hãy tô trang điểm cho bàn này thôi. Đó, bữa tiệc rất thịnh soạn các bé ạ. Thầy có nước màu yêu thích. Rồi tô lên nào. Nào, gồm có nước ép cam nè, hai ổ bánh mì và một hộp sữa. Wow, anh nhìn anh đói bụng quá các em ơi. Thì chúng ta hãy tô màu cho màu bánh mì nha. Thì anh ở đây anh dùng màu nâu cho bánh mì lên thật nhất. Tiếp theo trên bàn dùng màu gì? Màu vàng nha các em. Màu vàng. Rồi, không, anh sẽ thay màu xanh. Màu xanh da trời. Đó, màu xanh nó sẽ đẹp hơn. Thêm vào phần quan trọng thì anh sẽ màu xanh lá cây cho vào màu lè đi. Đó, xong rồi. Tốt quá các bạn ơi. Vỗ tay vào đây. Cái ô là ô màu gì các em? Hãy chọn màu yêu thích. Màu vàng. Và tiếp theo sẽ là màu xanh cho nó nổi bật các bé nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta cho màu lên đây. Một màu lên rất chi là đẹp nè. Sẽ là màu gì? Màu cam đi. Màu cam sẽ cho màu lên rất đẹp. Màu cam. Rồi, lại xong. Chiếc nhà đẹp quá ta. Hãy chọn màu yêu thích. Rồi tô lên nào. Bây giờ sẽ tô màu gì ta? Anh là anh thích nhất màu đỏ đây. Cho lên gói nha. Màu đỏ. Màu vàng nè.
màu tím này. Wow, căn nhà có trái tim này, có cửa trái tim này, rất là đẹp. Rồi, xong rồi các bé ơi, hãy chụp hình lại nào. Còn không các bé? Còn, còn hai chú chim nữa. Ôi, sao rồi? Đẹp quá. Đó, hai chú chim sẽ rất là đẹp các bé ơi. Hãy chọn màu yêu thích rồi tô lên nào. Chim sẻ màu nào hả các bé? Màu lâu. Rồi, cho màu màu vàng. Bụng màu cam. Rồi, rất là đẹp bé ơi. Đẹp quá. Màu xanh da trời. Bầu trời sẽ là màu xanh. Màu xanh da trời. Xong rồi. Ôi, trông đẹp quá. Vỗ tay các bé ơi. Vỗ tay, vỗ tay. Xong. Chúng ta sẽ cùng tham quan khu vui chơi giải trí nha các bé. Rồi, rồi, rồi. Hãy tô bằng màu sắc thật đẹp. Mùa nóng rồi, các bé thích ăn kem không? Hãy cùng tô cửa hàng kem của chú chim lên cột nhé. Hãy chọn màu yêu thích rồi tô lên nào. Chọn màu vàng đi. Rồi. Rồi sau đó màu cam. Cơm màu hồng và cho sặc sỡ các bé ạ. Màu đỏ lam lam nhé các bé. Không được. Màu trắng. Rồi. Đã tô xong. Đã tô xong xe. Bánh kem rồi. Các bé cùng chụp hình lại nhé. Lưu giữ những kỷ niệm. Rồi. Ôi, trông đẹp quá. Trở về trang chính nha. Mình sẽ cùng tô xe tàu hỏa. Đó, tàu hỏa. Nghe các bé. Hãy chọn màu yêu thích rồi tô lên nào. Màu tím. Mình sẽ tổ tài màu tím cho thành viên xe. Màu tím. Wow, đẹp quá. Màu vàng nha. Màu vàng. Đó. Và tiếp theo là màu. Màu xanh. Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây cho thêm phần nổi bật. Màu xanh. Ok, Miu Miu đã. Ủa thích đó các bé ơi. Chụp hình lại nào. Ôi, chim đẹp quá. Ô, chim bầu trời xa xa. Hãy chọn màu yêu thích rồi tô lên nào. Có quả khi chí tàu. Các bé ơi, hãy cùng mình tô màu cho khinh khí cầu nhé. Và bây giờ lên chọn màu nào. Màu lâu hay màu hồng? Màu hồng nè các bé. Và màu tím. Rồi. Màu xanh da trời. Màu xanh da trời. Ok. Thêm màu lên nhé. Màu xanh da trời. Rồi. Mỗi khi xong chúng ta lại chụp hình vào. Bạn đã tô rất đẹp. Wow, chú khỉ có quả bóng bay kia. Cùng tô màu cho bóng bay của khỉ nhé. Màu cam. Màu cam. Màu vàng. Màu vàng. Màu xanh da trời. Wow, khỉ có quả bóng ba màu đẹp quá. Nào chúng ta hãy cùng chụp hình lại nào. Rồi, hãy lưu giữ những kỷ niệm đẹp nha. Ôi, trông đẹp quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến chủ đề chính. Đó chính là xích đu. Đu quay các bé. Đu quay hình con ngựa nha. Chúng ta sẽ trang trí màu. Hãy chọn màu yêu thích
rồi tôi lên nào. Chúng ta hãy tranh chiến màu lam cho rồi bạch lao. Màu vàng nha. Màu vàng. Đỏ. Và tiếp theo là màu đỏ. Rồi màu cam. Màu cam cho lội bạch. Sai rồi. Màu tím. Màu tím cho lội bạch hơn. Màu vàng. Màu vàng cho chân diềm. Màu vàng. Rồi đẹp quá. Đẹp quá con bé ạ. Ôi trông đẹp quá. Rồi sắp đến rồi. Chừng cuối cùng rồi. Chúng ta sẽ cùng câu lại nhà. Ngôi nhà. Đầu chơi nha. Hãy chọn màu yêu thích rồi tô lên nào. Ngôi nhà đầu chơi chọn màu đỏ nè. Màu đỏ. Rồi. Và ngôi sao này màu vàng. Tớ là tớ rất thích màu xanh nha. Màu xanh cho lèn sẽ nổi bật hơn. Và tiếp theo màu xanh ra trời. Tô màu xanh cho đường nha. Màu xanh ra trời. Rồi chúng ta đã xong rồi. Ôi